Xin chào, chào anh em mình nha. Lại là một con Mitsubishi siêu vip cho anh em ha. Con này là đầu 28 nha, đời rất là cao nha. Đấy, đầu 28, 28, 19, 2019 nha. Hàng bãi nha anh em. Hàng bãi còn rất là đẹp. Con này là hàng bãi, không phải hàng đấu nha. Đấy. Hàng bãi đương nhiên nó phải có chạy xước nha anh em, không có chạy có xước ha, chứ không phải là như hàng đấu mà không chạy không xước. Đấy thì con này hàng bãi, thì em nói hàng bãi nha, hàng còn rất là đẹp luôn, hàng bãi này là quá đẹp luôn nha anh em mình ha. Thì mới vệ sinh xong đây, chỗ này thì nó bị cắn, em có đỡ lên nha, xịt nhẹ chứ không có cắn nha. À, nó nghiêng lá thôi, không việc gì. Này là đẹp quá rồi ha, đầu trắng tinh nguyên zin hết nha anh em, nguyên zin không làm gì hết nha, chỉ vệ sinh thôi nha. Đấy, con máy còn trắng tinh luôn ha. Thì bây giờ em sẽ cho nó chạy nha, trước khi chạy thì em cho anh em mình xem dưới. Đấy, con này là một ngựa rưỡi nhân 2819 2019. Đấy, đầu đuôi đây ha, 2819. Rồi thì em sẽ cho nó chạy nha anh em mình nha. Đây nha anh em. Đấy, em nó đã chạy nha ha, em nó đã hoạt động ok nha, rất là êm nha anh em mình ha, còn hoạt động rất là ok luôn. Rồi, còn em quay trước đây, đây nó đây 2819 nha ha, 2819 là nó đây, nó mới đang hoạt động nha. Đây đuôi nó ha, rất là đẹp luôn nha anh em mình, một con hàng bãi siêu đẹp 2819 đời 2019. Con này lắp cho phòng khoảng là 55 mét khối, 50 55 mét khối, cho lại là bao lạnh cho anh em mình luôn nha anh em mình ha. Con này ở tầm 15 mét vuông là bao lạnh luôn, một con máy khủng long dòng máy eo tinh lửa nha. Dòng bốn lá, dòng này là vip nhất của Mitsubishi rồi nha anh em mình ha. À, quá đỉnh luôn, con máy zin cứng, bao zin từ A đến Z. À, máy đã chạy ok nha. Bên em là bán với mọi hình thức nha, không bảo hành và bảo hành em đều bán được hết nha. Không bảo hành thì bao anh em mình chạy lên một tuần nha, còn bảo hành á, không bảo hành chạy một tuần trừ 500.000 nha, còn bảo hành thì em bảo hành cho một năm anh em mình thì tiền đủ. À, máy thì đúng hàng thì nhận, không đúng thì khỏi nhận luôn nha anh em mình. À, đúng tem, đúng mã, đúng đời, đúng như hình. Còn anh em nào ở gần á, thì có thể vô tận nhà xem nha, để vô tận nhà xem. Cửa hàng của em thì nằm tại đường Thăng Nhân Trung, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nếu anh em nào mà xa theo dõi trên YouTube hoặc là kết bạn Zalo theo hình ảnh nha. À, tại em có nhận ship của toàn quốc nhưng có cọc nha anh em nha, anh em nghe rõ nha, là có cọc nha. Em nhận lắp từ khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn vẫn có cọc hết nha anh em mình nha. Anh em nên nhớ là em là có cọc, không cọc thì em không cho máy đi. Anh em nào mà mua chỗ nào không cọc thì mua giùm nha, em không bán nha. Đấy, thì máy thì em như tình trạng như vậy, bên em toàn máy riêng đề cao. Ngoài những con này còn những con to hơn nữa nha, nó to từ một ngựa trở lên nha. Em còn rất là nhiều hàng lướt, hàng bãi có, hàng lướt có nha. Đầu lớn nhỏ đều có, đủ công suất. Thì con này em bán với cái giá là 15 triệu nha anh em mình. 15 triệu cho một con tem lửa 2019, đầu 28 là tương đương ngựa rưỡi nha. Cho anh em mình lắp phòng 15 16 mét vuông là bao luôn. Thì tầm khoảng 50 55 mét khối đó lại thì bao lạnh anh em mình luôn nha. Em bảo hành 1 năm trên toàn quốc luôn, anh em nào không bảo hành trừ 500. Còn bên em bao lắp đó, là có nghĩa là bao lắp là máy vừa ống vừa công nha. Còn tất cả vật dụng trong nhà, rồi dây điện, nguồn TV rồi anh em mình tự tính, ke kiết anh em mình tự lo đi nha. Chứ còn có nhiều lúc em không nói, anh em mình cứ là bao hết, em chỉ lắp thôi, còn rã xuống thì anh em mình tính tiền cho thợ nha. Thì em không có bao rã ráp nha, chỉ bao ráp lên không thôi nha. Đấy, cho nên em nói kỹ cho anh em mình biết luôn, nhiều lúc anh em mình cứ nghĩ ráp là bây giờ phải rã rồi phải
tất cả các cái anh em mình thiếu trong nhà thì anh em chuẩn bị nha. Đấy, thì báo trước cho anh em biết, bên em thì remote ring. Đấy, có remote ring, biến áp 100V là có đủ nguồn luôn. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.